Xe khách chạy tốc độ cao, phóng nhanh vượt ẩu trên đường đã không còn xa lạ. Tuy nhiên mới đây, một chiếc xe limousine do không giảm tốc độ khi vào cua đã mất lái, xoay nhiều vòng trên đường khiến hành khách và người đi đường hoảng sợ. Theo bài viết được đăng tải, sự việc được cho là xảy ra tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk hồi cuối tháng 8. Thời điểm này khu vực có mưa, trên đường có đông phương tiện đang di chuyển. Bất ngờ từ phía làn đường ngược lại, một chiếc xe limousine mất lái lao nhanh về phía trước, xoay nhiều vòng trên đường. Phát hiện sự việc, tài xế chiếc xe có gắn camera hành trình đã đạp phanh khẩn cấp để tránh va chạm. Hai người đi trên xe máy cũng hoảng loạn, bỏ xe tháo chạy vào lề đường. Đoạn clip được camera hành trình ghi lại cho thấy, khi tới khúc cua, chiếc xe limousine gần như không giảm tốc độ, gặp đường trơn trượt dẫn đến mất kiểm soát. May mắn vụ việc không gây thiệt hại đáng tiếc. Đoạn clip sau khi được đăng tải đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng tài xế limousine đã quá chủ quan, không giảm tốc độ khi điều khiển phương tiện dưới trời mưa. Cộng đồng mạng cho rằng đây cũng là lời cảnh báo cho các phương tiện khi tham gia giao thông cần kiểm soát tốc độ, đặc biệt tại các khúc cua khi trời mưa để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.